Rồi thả nó vô, thả nó vô đó, khi nào mà nó nhiều con thì mới đổ nó ra. Đổ nha. Tiếp theo á, rồi chị mới mần nó, chị mới bán cho thực khách. 1 ký là bao nhiêu tiền em quên à? 1 ký là 100 ngàn. 8, 9, 10. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Mấy ngày qua thì cũng có một số cái công việc lu bu á. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cũng quay trở lại hoàn cảnh gia đình của anh Nam với lại chị Trinh, người vợ mà hàng đêm phải đi bắt nhái mưu sinh. Cùng với đó thì gia đình đang lâm vào một cái cảnh khó khăn, đó là anh Nam, chồng của chị thì đang bị bệnh một cái căn bệnh nan y. Và thời gian qua thì anh Nam cũng có lên Sài Gòn chạy chữa. Tuy nhiên việc chạy chữa bằng ở tuyến Sài Gòn là một chuyện, gia đình vẫn hiện nay cũng đang cho anh điều trị bằng thuốc nam. Việc di chuyển đi lại, thậm chí là những cái chi phí thuốc men là một điều gì đó rất khó đối với gia đình ở thời điểm hiện tại. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác anh chị vào bên trong để gặp gia đình của anh chị. Vì trưa ngày hôm nay anh Nam cũng đi mới vừa lấy thuốc nam để uống kèm với lại thuốc tây, thì không biết là tình hình cái căn bệnh của anh và của anh ở thời điểm hiện tại như thế nào. Thôi thì cũng mong rằng là ngày hôm nay quay trở về lại đây á, hữu duyên được thay mặt cho chị Annie ở Úc cũng như là chị Hiệp Phố ở thành phố San Francisco của California để hỗ trợ những cái phần duyên lành cho gia đình của anh và chị. Mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Mai khoan tí xíu nữa, mình sẽ lùi lại tí xíu nữa cô bác anh chị. Thấy cái này cũng thương ghê nè. Mới lại đây thì Bùi Hồ sẽ thấy được người dân nói là nhà của anh chị mới vừa cho được 4 cái tấm tôn và nhờ anh Hợp thợ hồ ở cô bác anh chị là đóng mấy tấm tôn dầm. Nhưng mà cái chuyện đó là có nghĩa người dân người ta rất là chung tay và đồng thuận về cái cảnh khó đối với gia đình của anh và chị. Còn hôm nay thì đồng hành với Bùi Hồ cũng có anh Hợp thợ hồ để mà coi khảo sát cái công trình, để mà dừng lại cái phần nhà vệ sinh cho nó ấm cúng hơn tí xíu. Vì sao thì gia đình cũng có một nữ là chị với lại 2 đứa con nhỏ, thì mình thấy điều gì đó nó không có nhà vệ sinh rồi không có nhà tắm nữa thì nó coi như là nó chưa hoàn thiện của một cái ngôi nhà mà nó hoàn chỉnh ở mức tối thiểu nhất. Thôi bây giờ vô đây ha. Rồi bây giờ thì sẽ lên cái ngôi nhà sàn ha cô bác anh chị. À, em chào chị, chào gia đình của mình. Chiều nay hai bé không có đi học hả chị? Đi buổi sáng rồi. Vậy hả? Không, hôm nay không có học buổi chiều. Học buổi sáng. Anh Nam ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi anh Nam. Hai con ngồi xuống đi. Chị xích qua bên kia giùm em với. Chị qua ngồi kế anh đi, cho nó. Dạ, ngồi đó đi. Hai bạn tên gì quên mất tiêu rồi. Hai bạn tên gì chị? Hai bé Kiệt với Thôi. Khôi đúng không? Thôi. Thôi với Kiệt ha. Chú chào hai con ha. Thấy về được hương à. Anh Nam thì ngày hôm nay thì em có điện cho anh. Thì anh đi lấy thêm thuốc Nam uống hả? Cho uống 10 ngày, bắt 10 ngày thuốc Nam. Có đi ốc điện. Một lần đi vậy đó là 1 triệu mốt, chuyến đi là 10 ngày 1 triệu mốt. Như hả? Còn thuốc tây thì sao? Thuốc tây thì uống thuốc nam, thuốc bắc trước rồi cách 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ uống thuốc tây sau. Thuốc tây thì tốn bao nhiêu tiền? Thuốc tây đi cốt vậy thì cũng chạy theo bác sĩ đãi, có khi 1 triệu, có khi 900, có khi 800 lắm chừng. Cho em coi thuốc nam này là uống hơn 10 ngày ha. Cái này nè cô bác anh chị. Anh phải chạy ở phía bên An Giang á. Đi ngày nay xuống dưới sớm làm gạch ở dưới xa lắm. Tự anh chạy đi luôn hả? Tự chạy đi luôn. Đi mình ơi. Bữa hổm thì có bà chị đó, bây giờ cũng đi hết làng rồi. Mình cũng biết đường rồi. Bữa hổm đi thì hốt hết chục thang thuốc bắc. Mình mới hết thuốc bắc hồi sáng là tính chiều lại vô nầu là nấu uống chết chọc. Thì hết cái này rồi xuống ông bắt mạch ông hốt thuốc bắc. Vậy là uống kèm thuốc nam, thuốc bắc và thuốc tây vô. Thì hiện nay cái sức khỏe của anh nó như thế nào? Nó cũng đau lắm, ăn uống rồi cái chuyện cũng hơi khó nói, ăn uống cũng đau.
À, em nghe chị nói là anh ngồi cứ đến đâu là anh khóc đến đó. Dạ. À, lo lắng nhất là hai đứa bé đúng không? Dạ. Hai đứa bé nó còn nhỏ dại để nó hiểu được cái vấn đề. Rồi tiền bạc ở đâu mình xoay sở? Cả hởm thì có nhỏ em nó cũng đi hoàng đi mượn cũng hết má, cũng chạy cũng đưa vậy đó, cũng hết rồi. Bây giờ mượn không được nữa. Mượn không được nữa? Dạ. Mượn cũng hết má và thiếu nợ. Giờ mượn không được. Thiếu bao nhiêu? Tao cũng mười mấy hai chục triệu gì đó. Ồ dữ vậy? Ừ. Ồ sao dữ rồi chị? Tại đóng cho bác sĩ. Đóng cho bác sĩ hết. Thì, bây giờ nói anh là đi ở đây đi ra tới trung tâm 2 là cốt đi vậy đó là phải như là cũng đi về là phải hết 500. 500 rồi là đi xe hai người lại nhà trọ, đi xe hai người là bệnh viện là cũng đi quận về là phải như cốt đi cốt về là hết 1.2 nữa. Nữa rồi tiền thuốc nữa. Đi từ lúc em gặp anh thì anh lên Sài Gòn bao nhiêu lần rồi? Đây hình như cũng 6 lần. Yeah. Mình lấy thuốc thì bao nhiêu tuần mình sẽ lấy một lần? Thì cho uống 10 bữa rồi tái khám, 10 bữa rồi tái khám. 10 bữa thì anh tốn khoảng 3 triệu. Ừ. Tiền nói chung tiền đi đứng đồ là nó hao. Chứ tiền thuốc thì không có nhiều. Dạ. Nhưng mà anh có lo rằng thời gian tới mình mượn không được tiền thì làm sao để mình tái khám không? Thì tới đó chắc qua thuốc Nam với thuốc Bắc của anh. Có nghĩa là mình không có đi lên uống thuốc Tây nữa. Dạ. Và mình sẽ chuyển uống thuốc Nam với uống thuốc Bắc. Dạ. Anh uống thuốc Nam với thuốc Bắc được bao nhiêu ngày rồi? Thì thuốc Bắc uống hết chục thang rồi đó. Dạ. 10 ngày. Thấy chuyển biến như thế nào anh? Thấy này cũng hơi nhẹ hơn một lần. Ừ. Mà nói chuyện bây giờ nó hơi khó nói. Khó. Ăn trúng được đau. Ừ. Từ ngày phát bệnh đến bây giờ là bao lâu rồi? Em đậu đỏ cũng chần chờ cũng có 3 tháng nay. Ừ. Và lúc phát hiện là trên tháng rồi, cả tháng rưỡi rồi. Ừ. Thấy gương mặt của anh bây giờ thấy nó xuống sắc quá ha. Chị mấy ngày nay thì chị có đi bắt nhái không? Không cần. Có bắt hồi tối à. Bắt tối rồi có đâu mấy trăm gram nhái à. Bán được nhiêu tiền? Chưa có bán. Ai mần? Chị mần nhưng mà để đó chưa có bán. Tại vì ít quá à. Để gọng lại. Chứ chưa bán. Ta cũng có dặn rồi. Ta dặn là mua hả? Ừ. Bao nhiêu là ký thì mình mới bán? Thì như người ta dặn nửa ký thì mình bắt cho người ta đủ nửa ký thôi. Chị gọng ở đâu rồi? Ở ngoài bên bệnh. Ừ. Bên nhà cậu nó bệnh. Ừ. Bỏ vô cái phòng, cái bồng. Thì bỏ vô cái bồng. Ừ. Để qua cho em xem được không? Được. À, trong lúc chờ chị đi đưa xem cái mấy con nhái hôm qua chị bắt được á. Yeah. Thì trao đổi với anh tí. Chị có thường khuyên anh không? Dạ có. Chén thuốc sức còn để trên bàn thờ nữa nè. Hả? Cho thuốc thuốc sức còn bỏ trên bàn thờ. Nói chuyện không được hả anh? Ừ, khó. Vừa uống thuốc Tây mà vừa uống thuốc Nam mà vừa sức nữa, nó chén thuốc sức nữa. Không được rồi, được rồi. Anh Nam là năm nay bao nhiêu rồi? Thì sinh năm 76 rồi, tuổi thìn đó. Ừ. Như cũng 78, hợp bài 48, 49 vậy đó. Ừ. Trước đây thì giăng lưới, bây giờ thì đâu có đi giăng được nữa đúng không? Dạ. Bỏ giăng lưới luôn rồi. Em nghe nói trước đây là anh có đi chích điện nữa hả? Dạ, có đi xẹp. Ừ. Làm nghề cá thì lâu rồi? Dạ cũng lâu lắm mà. Nói nghiệp ông già. Ừ.
Cô bác anh chị, hôm qua thì chị Trinh, chị bắt đến mấy giờ? Bắt tới 12 giờ mới được nha. Mấy giờ chị đi bắt? 7 giờ. 7 giờ đi bắt, 5 tiếng đồng hồ. Và đây là cái số nhái mà chị bắt được, chị gọng đi để chờ bắt thêm một đợt tiếp theo á. Rồi chị mới mần nó, chị mới bán cho thực khách. 1 ký là bao nhiêu tiền em quên rồi? 1 ký là 100 ngàn. 100 ngàn. Thì 1 ký nó khoảng 100 con không? Hơn. Chị phải gọng nó lại nè. Quá anh chị thấy không? Một đêm mà có nhiêu nhái thôi. Thì nhiêu đây này làm gì để mà mình có bán, để mà đủ tiền để mà trang trải cuộc sống ta. Ở đây mình bùi hồ điếm chỉ khoảng hơn 15 con thôi. Rồi làm gì để sống? Ừ. Chị. Thì ít thì ít cho sao vậy? Bán cho em được không? Đó. Hả? Bán nhiêu? Thôi bắt đi chứ bán gì nha. Bán lại làm gì? Bao nhiêu vốn được mỗi ngày? Dạ. Yeah. Bao nhiêu vốn được mỗi ngày? Chị 10 triệu được, 10 triệu được không? Chị cũng không biết nữa cơ. 10 triệu là bắt cũng hơi bị lâu nha cô bác chị. Tại vì là lo bệnh cho ảnh trước đi. Còn vốn thì tính sao đi. Mỗi một đêm như vậy là bắt khoảng 100 ngàn. Mà nếu như mà 10 triệu thì bắt cũng hơi bị lâu hả? Con của chị nó khoảng 3 năm kìa. Mẹ cưng nói nha ai? Những cái nhỏ hàng lớn. Con của chị nó bắt chứ khoảng 3 năm mới được 10 triệu. Đúng rồi. Hiện nay gia đình đang vào một cái giai đoạn túng quẫn mà gì nè cô bác của anh chị. Anh thì bệnh, chị thì phải đi bắt nhái. Mà không phải là lúc nào bắt cũng có. Đôi khi là mưa xuống nó mới có. Còn nếu như mà trời khô hanh nó khô á thì nhái nó không có đi ăn. Tại côn trùng lúc đó nó không có ra đó. Nên thành nữ là bắt rất khó. Em thì không có hoàn toàn quyết định cái việc là chị nghỉ nghề hay không. Em không có cái quyền đó. Tuy nhiên là với cái căn bệnh của anh á, thì Mạnh Thường Quân cũng muốn chung tay để cho chị tâm ở nhà hỗ trợ cho anh. Còn cuộc sống của anh và chị thì thật ra là cái công việc nào cũng vậy, cũng phải mưu sinh. Đôi khi không làm nghề này thì cũng phải làm nghề khác. Mà thời gian trước Bùi Hồ có gặp anh á với chị ở một cái khu vực nó gần ở cái đám gãy á, thì anh nói là anh sẽ cần hai cái chiếc xe đẩy, một cái chiếc xe giống như xe gắn máy gắn vô, một cái chiếc xe ba bánh để mà anh chở hàng đi bán nhiều hơn. Và chị thì cần một cái chiếc xe đẩy. Đó là nhu cầu cuộc sống hàng ngày để mà chị chuyển nghiệp từ cái việc mà bắt nhái để bán cho mọi người sang cái việc buôn bán hàng bông. Tuy nhiên thì cô bác của anh chị biết là sau khi mà khoảng 15 ngày Bùi Hồ quay trở lại đây thì cái sức khỏe của anh nó nhìn rất là xuống. Thật ra là hiện nay mình nhìn anh thấy sự xanh xao á. Anh Nam ơi, thật ra là em nói thật nha. Ở thời điểm này thì anh không nên buôn bán mưu sinh gì hết á. Anh nên tập trung sức khỏe để lo cho cái bản thân của mình trước cái đã. Và việc mà anh nói là có một cái nhu cầu để mà đóng một cái chiếc xe, em nghĩ nó không khả thi. Nó có nghĩa là nó không phù hợp. Nó không phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Mà chị đi bán thì ai sẽ là người nấu cơm cho các bé? Ai sẽ là người đưa các bé đi học? Rồi ai sẽ là người lo cho các bé ăn? Thì nó rất khó. Thật ra là rất khó. Và em muốn như thế này. Em muốn mình cuộc sống thì, nhưng mà mình, em tha thiết là mình sẽ tìm một công việc gì đó, có thể là mình đi bán 50 tờ giấy số thôi cũng được nữa. Nó cũng đủ hơn một cái hơn cái bồng nhái này. Thật là chị biết chạy xe, chị không biết chạy xe nhưng mà người ta biết anh bệnh thì nó sẽ hơn cái số tiền lời bồng nhái này. 50 tờ thì sẽ lời được 50 ngàn, trong khi đó chị bắt 2 ngày thì mà chị mới được 50 ngàn thôi. Cho chị vốn chị bán với số chị chịu không? Bán với số thì cũng được. Bán có 50 tờ 500 ngàn chỉ lời được 50 ngàn rồi. 70 tờ thôi. Mình đưa con đi học, mình lại trường, mình bán luôn. Hoặc là mình chạy đi tí xíu nữa. Bán buổi chiều với bán buổi sáng thì nó sẽ hợp lý hơn. Buổi chiều, sáng. Nó không, bảo đảm thì nó không ế đó. Cái đó là cái cách giải quyết tạm thời. Không, nghỉ bắt nhái nữa hả? Ê sao?
Nhai cũng cực lắm chứ. Nhai cũng cực lắm. Có gì khó, có gì không. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng có hữu duyên là nhờ anh Hợp sẽ khảo sát lại cái phần nhà phía sau á. Anh Hợp đang cầm máy cho Bùi Hồ thì để mà làm lại cái nhà vệ sinh, làm nó đơn giản nhất có thể thôi, tiết kiệm gói ghém nhất có thể, để cho các bé nó đi vệ sinh, tại nó rất nhỏ, và cho chị có thể có nơi mà để mà tắm rửa nó ổn định hơn tí xíu. Rồi cái phần đó thì chắc có lẽ là anh Hợp sẽ dự lập dự toán sau anh Hợp ha. Rồi hôm nay như thế này, em lại đến nhà mình thì đa số là lại trong cái cảnh buổi chiều như thế này, có các thành viên trong gia đình quây quần với nhau. Yeah. Nghe được cái tin là anh bệnh là nhiều hơn, rồi phải mượn tiền mười mấy triệu nữa, một lần đi như vậy cũng khoảng mấy triệu. Thì trước mắt em sẽ thay mặt cho chị Annie ở Úc gửi cho gia đình mình 10 triệu, gửi thay mặt cho chị Hiệp Phố ở California gửi cho gia đình mình 2 triệu, tổng cộng là 12 triệu đồng để lo cho anh. Chị thấy như thế nào? Chị thì cũng cảm ơn. Anh nào có muốn nói điều gì không? Dạ thì em xin cảm ơn trước tiên thì cảm ơn anh Phù Hồ với mấy anh mấy chị ở ngoài nước ngoài. Trong nước và ngoài nước. Bây giờ như thế này, ở đây 12 triệu thì em sẽ giao cho anh và chị. Thì em muốn rằng chị sẽ dùng 2 triệu á, chị sẽ làm vốn bán vé số, xoay sở cuộc sống, mua rau, mua cá hàng ngày. Ngưng đi bắt nhái đi xước. Còn 10 triệu còn lại thì để dành cho anh trị bệnh. Được không? Hay, hả? Sao? Được không anh Nam? Thì anh nói sao thì vậy chứ có biết thì sao. Sao chị hỏi anh chị nói không được thì sao? Có gì cứ nói, để cho anh chị bệnh chứ chị đâu có quyết định được. Nhưng mà em muốn chị đi bán vé số để xây sở. Chứ bây giờ anh đi trị bệnh thì vẫn phải đi trị. Còn cái tiền mà mình lo cho các con của mình, với lại lo cho gia đình của mình ăn uống, mình vẫn phải lo. Thì em nghĩ là với cái số tiền mỗi một ngày là khoảng 5-70 ngàn mà mình chắc chiêu á, thì nó có thể đủ sống trong một ngày, chưa kể tiền bé đi học nha. Tại cô bác anh chị biết ở quê thì cái chi phí nó cũng không có nhiều lắm. Rau củ thì ở ngoài kia có rồi, ở ngoài đồng có. Còn mình mua thêm ít cá, ít thịt về cho anh thôi, để anh tâm bổ thôi. Và bây giờ em sẽ gửi cho gia đình của mình, gửi cho anh hay gửi cho chị? Gửi cho anh. Gửi cho anh ha. Em gửi cho anh Nam ha. Dạ. Yeah. Anh em đếm mới được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây, 12 triệu. Dạ. Mừng không? Dạ mừng. Từ nào giờ chưa cầm được 12 triệu trong tay. Giờ có 12 triệu trong tay được cũng mừng. Rồi em xin phép hai vợ chồng em với hai đứa con của em xin cảm ơn anh. Với cảm ơn mấy anh mấy chị ở ngoài nước ngoài. Dạ. Chị có muốn nói lời nào không? Chị cũng cảm ơn nhà trợ trợ giúp đỡ cho vợ chồng của anh chị. Chị cũng rất cảm ơn rất nhiều. Cho em một cái bích. Thật ra đây là cái số tiền sau khi em trao rồi á, thì anh chị sẽ toàn quyền để quyết định sử dụng cái số tiền này. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì em biết rằng là anh đang mang bệnh, thì cái việc mà tính toán cái cuộc sống nó sẽ rất khó. Tại anh không còn đủ cái tinh thần với lại cái nghị lực nữa. Còn chị thì chắc có lẽ là chị sẽ bây giờ thì cũng gói, nhưng mà chị thì lại rất là hiền. Chắc cuộc sống anh là trụ cột nên mọi thứ anh phải xoay sở hết rồi. Còn chị thì phải bôn ba ở ngoài đồng ngoài ruộng. Thì em muốn rằng là chị sẽ dành dùm cái số tiền này để trị bệnh cho anh, cũng như là 2 triệu còn lại thì mình sẽ làm vốn bao nhiêu số. Được không? Anh chị thực hiện được không? Được mà. Được. Bán đừng có ôm là đây. Anh Nam thấy sao? Thì giờ em nói sao thì em vậy chứ. Không, em không có quyền quyết định nha. Cái này là anh với chị nha. Lấy 5 tờ, 50 tờ giá số bán cũng được. 70 tờ bán vẫn được. 70 tờ là lời được 70 ngàn rồi.
trước khi mình lấy mình mới ban đầu mình lấy ít thôi, 50 cũng được rồi, lợi ích, mình không có ôm lại. Đúng rồi. Để mình ôm lên mình chết à? không sao đâu, chị cứ chị cứ mời anh hợp à, anh mua hết rồi. Thưa với cô bác của anh chị thì Bùi Hồ không biết nói gì hơn. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân đến thời điểm này ha, đã đồng hành với Bùi Hồ. Cũng xin chân thành thông qua video clip này cảm ơn chị Annie ở Úc đã đồng hành với Bùi Hồ, hỗ trợ số tiền là 10 triệu. Chân thành cảm ơn chị Hiệp Phố ở thành phố San Francisco của tiểu bang California của Mỹ, cũng đã đồng hành hỗ trợ với Bùi Hồ. Và rất mong rằng hữu duyên là thêm nữa thì gia đình anh và chị cũng sẽ gặp được nhiều may mắn và sẽ chung tay nhau để giúp cho anh chị vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Một lời cảm ơn xin chúc cô bác anh chị rất là nhiều. Thôi thì bây giờ em với anh Hợp cũng như là cô chú cũng chia tay với gia đình của mình nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha anh Nam ha. Thì cũng sẽ chị Bùi Hồ cũng quên rằng là nói chị thôi, thả nó đi, cho nó đi tự nhiên đi. Nhưng mà đừng xin quá. Dạ. Yeah. Nhưng mà thả nó buồn không? Ê, nhảy đi đi. Em sẽ gửi tiền lại cho chị.